Xin chào các bạn Như các bạn đã biết thì ở ván thứ 6 Manuka Sen đã giành chiến thắng trước Nepo Sau 136 nước đi Một trận đấu khá là nhọc nhằn và khó khăn Nhưng cuối cùng Chiến thắng cũng thuộc về người của Tùng Dôn Thần Trưởng Sau ván thua vừa rồi thì Nepo cũng đánh hơi được là cụ Sen được Tùng Dôn chỉ điểm Cho nên đã âm thầm nhắn tin với mình Phải công nhận là mẹ thông tin tình báo của ông Nga Ngố này tốt thật rồi mình sẽ để tin nhắn ở đây và không nói thêm gì nữa Sau khi mà Nepom năn nỉ ôi thì mình cũng nhắn lại với Kassel. Thôi, thắng một ván này được rồi. Ván thứ bảy này đánh bình thường đi. Không nên lạm dụng tùng dôn thần trưởng khiến thiên hạ đại loạn. Vì vậy thì ở ván thứ bảy này Casen không có sử dụng tùng rôn thần trưởng nữa Mà khi không sử dụng thì kết quả như nào Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Ở ván này Nepom được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với nước tốt E4 Casen đáp trả bằng nước tốt E5 Tiếp theo trắng đi mã F3 Đen đi mã C6 Trắng đi tượng B5 Hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez Đen đẩy tốt A6 Đuổi tượng trắng lùi về A4 Đen đi mã F6, trắng nhập thành. Đen cũng đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng bình xe E1, đen đẩy tốt B5 tấn công tượng trắng. Trắng lùi tượng về B3, đen nhập thành. Trắng đẩy tốt A4 tấn công tốt đen. Đen bình xe B8. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng và mở thông cột A cho xe trắng kiểm soát. Trắng đẩy tốt H3 ngăn mã hoặc tượng đen lên G4. Đen đẩy tốt D6 mở đường cho tượng phát triển. Các bạn có thấy điều gì đặc biệt không ạ? Từ đầu đến giờ thì hai kỳ thủ copy y nguyên các nước đi của ván cờ thứ 5 vào. Có vẻ là Nepomniachi rất thích sử dụng khai cuộc Tây Ban Nha thì phải. Và từ nước cờ thứ 11 thì mới có sự khác biệt. Thay vì đẩy tốt c3 như ở ván trước thì trắng đẩy tốt d3 mở đường cho tượng phát triển. Đen đẩy tốt h6 ngăn tượng trắng g5. Trắng phát triển mã c3 đen bình xe E8. Trắng nhảy mã lên D5, chiếm lĩnh vị trí cực mạnh ở trung tâm và tấn công tượng đen. Đen lùi tượng về f 8 Mã trắng ăn mã đen chiếu, hậu đen ăn lại mã trắng. Trắng đẩy tốt C3, mở đường cho tượng về C2 và làm bàn đạp đẩy tốt D4. Đen lùi mã về E7. Trắng đi tượng E3, đen đi tượng E6 tấn công tượng trắng. Trắng đẩy tốt d4 tấn công tốt đen. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Tượng đen ăn tượng trắng, hậu trắng ăn lại tượng đen. Đen nhảy mã g6. Trắng bình xe c1, chiếm lĩnh cột nửa mở c và tấn công tốt c7. Đen đẩy tốt c5 gạ đổi. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tốt đen ăn lại tốt trắng, tượng trắng ăn tiếp tốt đen thì xe đen ăn tốt trắng. Ván cờ cân bằng. Nhưng ở ván cờ thực tế trắng chưa vội ăn tốt đen mà đẩy tốt E5 để tấn công hậu đen. Nếu tốt đen ăn tốt trắng E5 thì tốt trắng sẽ ăn lại tốt đen C5. Và tự nhiên trắng lại có được một quân tốt thông. Cho nên đen không ăn tốt trắng mà chạy hậu F5. Và tiếp theo sau đây là màn thảm sát đẫm máu của cả hai bên. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng. Tượng trắng ăn tiếp tốt đen, tượng đen ăn lại tượng trắng. Xe trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn mã đen, xe đen ăn mã trắng. Xe trắng ăn xe đen, hậu đen ăn lại xe trắng. Trắng đi hậu C3 gạ đổi, hậu đen ăn hậu trắng, tốt trắng ăn lại hậu đen. Đen bình xe C8 tấn công tốt trắng. Trắng cũng đi xe A5 tấn công lại tốt đen, xe đen ăn tốt trắng, xe trắng ăn tốt đen. Sau khi mà binh sĩ của hai bên lần lượt nằm xuống nơi xa trường, cả hai chỉ còn lại đúng một xe và ba tốt. Và thế cờ này đối xứng như này thì hòa chặt Do đó sau khoảng chục nước đi chuẩn xác đến từng cm nữa Hai bên bắt tay nhau chấp nhận kết quả hòa Có lẽ là dư âm của trận đấu kéo dài và căng thẳng ngày hôm qua thì vẫn còn. Cho nên hôm nay hai kỳ thủ quyết định đánh hòa nhanh chóng để nghỉ ngơi lấy sức. Tổng kết lại ván cờ thì hai kỳ thủ chúng đánh với độ chính xác trên 99%. Mà cũng phải thôi, toàn các nước đi an toàn và đội quân thì đương nhiên độ chính xác phải cao rồi. Như vậy là kết thúc một nửa chặng đường tranh ngôi vua cờ của năm nay. Manu có tùng rôn chỉ điểm cho nên đang dẫn trước với tỷ số là 4-3 liệu ở chặng đường tiếp theo nepal sẽ làm cách nào để chống đỡ lại casen chúng ta cùng đón xem trong video tiếp theo nhé ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại